Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những phôi mai ưng ý luôn cô chú anh chị nha. Dạ, hôm nay thì em giới thiệu cùng cô chú anh chị mình một địa điểm bán phôi mai mới của anh Tuấn ở thành phố Cần Thơ hết cô chú anh chị. Đây. Dạ, đây là một số phôi mai xíu nữa anh Tuấn sẽ giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình ha. Có một phôi mai vàng khủng luôn ạ. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tuấn giúp em nha. Dạ, em vô clip luôn ạ. Dạ, xin chào anh Tuấn ơi. Chào Phương Phương ơi. Dạ. Chào các cô chú anh chị trên mỗi miền đất nước ạ. Hôm nay em có về một số phôi mai vàng để cùng giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Lời nói đầu tiên là chúc cô chú anh chị là một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ, à, thành công trong công việc ạ. Dạ, em xin số điện thoại của anh Tuấn hay với lại địa chỉ. Địa chỉ giao lưu của em đây là khu vực Bình An, phường Phước Thế, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ. Số điện thoại là 0799 623 686. Dạ. Số điện thoại thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề hay cô chú anh chị. Kế bên nhà có đám nên hơi ồn chút xíu, cô chú anh chị thông cảm giúp em nha. Rồi, mình vô clip luôn anh ha. Trời, không mất thời gian cô chú ạ. Em vô mã số 1 ạ. Đây là một phô mai vàng ạ. Rồi, đầu clip là mã số 1, một cây bonsai lùng lực hay cô chú anh chị. Đế là có đế nổ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, em xin thông số luôn anh nha. Thông số mã số bột lại là 29 ạ. Dạ, hoành được 29. Đường kính bầu em nói là 37 ạ. Dạ. Thoát thân chiều cao em nói là 32 ạ. Dạ, chiều cao 32. Một cây bonsai lùng liền luôn cô chú anh chị ha. Cho em xin một vòng luôn nha. Rồi, mấy mình giao lưu cái này giá bao nhiêu vậy? Mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu ạ. Dạ, 3 triệu nha cô chú anh chị. Mã số 1 thôi, mấy dạng cây này lùng lùng cũng nở luôn ạ. Cây này em bao ship toàn quốc ạ. Dạ, rồi em đổi luôn nha. Mã số 2. Rồi, mã số 2 là cây cây xù ngang cô bác. Dạ, thôi mai vàng xù cây cũng lùng liền luôn nha cô chú anh chị. Đế có đế đều luôn ạ. Xây nhanh thêm xíu nữa vậy nè. Dạ đúng rồi. Rồi, em xin thông số luôn nha. Đo vị trí này là 39 ạ. Dạ, hoành được 39. Đường kính bầu em nói là 40. Dạ. Thoát thân em nói là 33 ạ. Dạ. Rồi, mã số 2 mình giao lưu giá bao nhiêu? Cây mã số 2 này là em giao lưu với cô bác 3 triệu rưỡi ạ. Dạ, 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Thôi mai vàng cây này nó già lắm rồi, nó lên xù xì luôn á cô chú anh chị. Dạ, rồi em đổi luôn nha. Tới mã số 3. Cây này thì phong cao hơn xíu nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng muốn lên xù á cô bác. Cái thân nó nu nặng hết trơn rồi cô chú anh chị. Nu nặng hết. Dạ. Cái này mình lợp tàn dù là ok hết cô chú anh chị. Đế là có đế sỏm lôm luôn ha, cộng rễ bự bự luôn ạ. Dạ, em xin thông số anh nha. Số em đo cái vị trí này 41 ạ. À. Dạ, quanh được 41. Đường kính bầu em nói là 49. Dạ. Tới sổ là 26 ạ. À. Dạ. Thoát thân em nói là 69 ạ. À. Dạ. Cây mã số 3 này con cũng giao lưu với cô bác là 3 triệu 2 ạ. À. Dạ, 3 triệu 2 nha cô. Này con bao ship toàn quốc luôn á. 3 triệu 2, bao phí ship luôn. Rồi, em đổi cây luôn nha. Tới mã số 4 ạ.
Mã số 4 là một em chân dài. Nhìn nó quái nha cô bác. Đây nhìn thấy đây cái giống như cái đùi đây, có nó có cái đùi á, như là nó cái dáng nó thú sao á dạ, cô bác. Vậy nó cũng quái lắm cô chú anh chị. Thấy nó quái. Dạ trên này thì có cành, với lại có một cái cành phóng ra nhìn cũng hay ha. Cái này trên này là nó nứt xù hết rồi nha cô bác. Dạ. Nó cũng có mấy cái bọt xù này cô chú anh chị. Rồi chân dài tới nách luôn cô chú anh chị nha. Vành vị trí này được 21 à? Dạ 21 vành. Đo cái tổng cái này luôn như là 52 à? Dạ, vị trí này là 52. 52. Dạ. Đo cái hót thân. Chiều cao nó là 65 à? Dạ. Cái sổ nó là 35 à? Dạ, sổ cũng khá là cao hết con chứ. Đường kính bầu nó là 43. Một em chân dài nha cô bác. Này thấy nó quái hay sao, thấy nhìn ở đây nó có cái kiểu đuôi, có đuôi. Quên đo cái cục xù này cho cô bác tham khảo, cái cục xù này là 26 tính 25 thôi, 25. 25. Anh đo trong ra thành phóng giùm em ha. Cành bay của nó là 31 ạ. Dạ. Đây này. Rồi. Mã số 4 này con cũng xin giao lưu với cô bác là 3,7 triệu ạ. Dạ 3,7 triệu nha cô chú anh chị. Phương Mai Vàng quái mã số 4. Rồi. Cái này nó hơi thú lai, thấy nó ngộ hơn cô bác. Dạ. Đây nó có cái đuôi ở đây nha cô bác. Nguyên một bệ đế luôn. Nguyên một bệ đế dữ lắm nha cô bác. Đặc luôn á cô chú anh chị. Đặc như khối bê tông luôn á. Dễ thì nó trải đều bầu luôn. Trải đều bốn mặt hết. Dễ lực không nha cô bác. Dạ. Này là rồi đế cũ nọ có cái đuôi mình nhìn giống dáng thú. Ê, ngồi có cái giống như con thú nó ngồi vậy nha cô. Dạ. Bác đây nó quẹo xuống đây nó có cái đuôi nha cô bác. Rất là hay ha. Giờ em xin thông số luôn nha. Đang đo cái vị trí này đi. Trí này là 37 ạ. Dạ 37. Chiều cao của em nó là 40 ạ. Dạ. Đường kính bầu nó là 40 ạ. Dạ. Cái này nó quái lắm nha cô bác. Nó có cái đuôi này nhìn thấy nó khéo cây lắm nha cô bác. Mình thích cái đuôi thì mình để, không thì mình cắt luôn, mình chơi nguyên cái cũ luôn ha. Cây mã số 5 này giao lưu với cô bác là 5 triệu ạ. Dạ rồi, 5 triệu một cây bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Rồi, em đỡ nha. Cây mã số 6 ạ. Cái này thì phong cao hơn xíu hả cô chú anh chị. Này nó phong cao, nó đế nó chảy đều hết. Dạ, đế này cộng rễ lực như lực nhau bạch tuộc luôn á mấy cô chú anh chị. Nguyên một củ đặc luôn ạ. Ở đây thì nó có mấy một cái nó có cái cục bú giống như bú xù vậy đó. Dạ. Ờ, nguyên một bệ đặc luôn ha. Rồi, em xin thông số luôn em. Số thì đo cái vị trí này đi. Dạ. Nó 33 ạ. 33. Đo nó xin xuống đây mình đi. 40 ạ. Dạ, 41 tính 40. 40. Đo cái chiều cao. Chiều cao nó là 1m3. Dạ. 1m03. Cái này phong cao hết cô chú anh chị, có cốt cành luôn nha. Cái này mình quánh cái tàn dù là nguyên vừa đế là ok hết cô chú anh chị. Cái này nó có cái quai sách nhìn cứ ngộ ha. Nhìn nó giống như cái quai cầu quai cẩu vậy cô bác. Dạ. Nó quái sao á cô bác. Cái nữa mình bỏ công dây xích vô đây xích lại. Dạ. Em đo đường kính bầu báo cô bác. Đường kính bầu của nó là 58 ạ. Dạ. Cây mã số 6 này con xin giao lưu với cô bác là 6 triệu rưỡi ạ. Dạ 6 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi con bao ship là toàn quốc luôn ạ. Dạ. Rồi con xin nhắc lại là cái địa chỉ giao lưu của con là ở khu vực Bình An, phường Phước Thế, quận 1, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại con là 0799 623 686 ạ. Cũng là số Zalo của con nha bà con cô bác. Dạ. Cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh giúp em ha.
Rồi em đổi cây luôn nha. Tây mã số 6 à? Dạ, số 6. Số 7. Số 7 à? Dạ. Số 7 cây này cũng có ghi cành đều luôn cô chú anh chị nha. Đế lật lật nguyên cái bệ này nó đặt kẹo hết trơn nha bà con quá. Nó cũng khá là đều bầu nha cô chú anh chị. Cái này nó muốn nứt xù mà con không có báo xù cho bà con bác nha. Dạ. Vì nó chưa nó có xù con cũng không có báo. Dạ tay chi có đủ hết nha cô chú anh chị. Dạ rồi em xin thông số luôn anh nha. Đo và neo vị trí này là nó 34 à. Dạ. Thì xuống vị trí nguyên cái nguyên cục này là 53 đi. Dạ, 53. Đường kính bầu của nó là 59 à. Dạ. Thoát thân của em nó là 71 à. Dạ. Cái này là tàn bao chưa nha cô chú anh chị, có chi cành đều luôn ạ. Dạ số 7 với mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cây mã số 7 này giao lưu với cô bác là 7 triệu ạ. À. Dạ phôi mai vàng mã số 7 7 triệu nha cô chú. Rồi em đổi cây luôn anh nha. Tới một phôi mai số mã số 8 ạ. À. Dạ. Mai này em thần chậu hơn cô bác. Sống khỏe, cây sống khỏe hơn cô bác. Đế quá trời cái đế luôn cô chú anh chị. Đế là gói luôn cô chú anh chị. Cây này nó già cây lắm rồi, thần chậu là 6-7 năm vậy hả cô bác? Dạ, cái thân nó nu nần hết trơn á cô chú anh chị. Tai chi đâm tuột. Nó có cái rễ này nó mình theo mình nghĩ mình tưởng tượng giống như một cái tay ôm cái cục trứng vậy đó cô bác. Dạ. Nó quái hay sao á? Dạ, em xin thông số nha. Vị trí này là 44 ạ. Dạ 44 vậy. Chiều cao của em nó là 77 ạ. Dạ. Cái này đế cứng bầu luôn rồi cô chú. Đường kính bầu của em nó là 53 ạ. Dạ. Cây này nó già cây dữ lắm nha cô bác. Nó có cái mấy cái sẹo trên đây là con đục vô tới thịt sống xử lý hết nha cô bác, bao cô bác luôn á. Dạ cây cũng đã đâm tuột sống khỏe nha cô chú anh chị. Em xin giá giao lưu anh ha. Cây mã số 8 này giao lưu với cô bác là 7,5 triệu ạ. À. Dạ 7,5 triệu. Còn bào xếp tàu quắc luôn á. Cây mã số 9 ạ. À. Mã số 9 là phôi khủng luôn cô chú anh chị nha. Phôi mai vàng. À, cây rất lực luôn với cô chú anh chị. Cây đang sống khỏe nha bà con cô bác. Cây này thì tâm tuột uống luôn hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Mặt cắt kéo nhũ rất là mạnh luôn hả. Cây này là tam tài luôn nha với cô chú anh chị. Đế dữ lắm cô bác ơi. Nguyên cái cũ nè cô chú ha. Wow. Đế thì 48 giờ luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn nha. Vị trí này con đo là 75 ạ. À. Dạ vị trí này 75. Đường kính bầu em nó là 76. Dạ. Chiều cao em nó là 87 ạ. Dạ. Dạ rồi, cao 87. Cái đường kính bầu nãy em đo đường kính bầu cho ta. Đo đường kính bầu rồi.
78. Dạ 78. Dạ cô chú anh chị mình xem tổng thể của coi mai khủng mã số 9 này giùm em ha. Cây đâm tuột sống khỏe cô chú. Cây sống khỏe cô bác. Mặt cắt ở dưới này cũng đã kéo nhựa rồi. Kéo nhựa mà. Khỏe luôn á cô bác, cây này kéo nhựa mạnh luôn, cuồn cuộn hết mà. Rồi đế lực luôn ạ. À. Mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy? Cây mã số 9 là con giao lưu là 25 triệu ạ. À. Con bao ship là 200 km ạ. À. Dạ 25 triệu. Dạ rồi. Em đợi. Cây mã số 9 là cũng cây cuối clip ngày hôm nay ạ. À. Con cũng lần đầu tiên con clip là mong cô bác là ủng hộ cho con ạ. À. Dạ. Thì con cuối clip con không biết nói gì hơn thì con xin chúc cô bác là một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. À. Bình dạ. An ạ. À. Rồi, em cảm ơn anh đã chia sẻ ạ. À. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. À. Chúc cô chú anh chị mình sẽ chọn được những phô mai đẹp ưng ý luôn nha. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ. À.